Xin chào tất cả quý vị và các bác cùng với tất cả các quý trà hữu trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay Trà Tiên Nấu vừa ra lò được một siêu phẩm vô cùng là VIP, một tác phẩm quá là chất luôn. Và trên thị trường chưa có một tác phẩm nào trùng với một tác phẩm của Trà Tiên Nấu. Đó chính là gì ạ? Một chiếc khay trà trên chất liệu gỗ lưu nghiến kiểu dáng cuốn thư và kết hợp với một bộ ấm chén men hỏa biến. Hai sản phẩm kết hợp với nhau tạo lên một cái độ sang trọng ở trên bàn trà của chúng ta. Thì trước tiên thì em sẽ chia sẻ về một cái chiếc khay trà trước. Đầu tiên là chiếc khay trà trên chất liệu gỗ lưu nghiến có kích thước là gì ạ? Chiều dài là 44, rộng 34, chiều cao là 12 cm. Bề mặt của khay trà không có một chút nỗi vết gì. Những đường vân, đường nu hoàn toàn là tự nhiên trên phôi lưu nghiến, và Trà Tiên Nấu không hề là vẽ hay là tạo vân cho tác phẩm. Một tác phẩm VIP có 102 nha mọi người nha. Đây ạ, những cái đường lưu hoa chân hổ chân báo hoàn toàn là tự nhiên, với bề mặt không có một chút nỗi vết gì của tác phẩm. Và tiếp theo là bộ ấm chén men hỏa biến. Bộ ấm chén gồm có 6 chiếc chén, 7 chiếc đĩa. Một chiếc ấm pha trà với dung tích 250 ml. Quay cầm bằng đồng, có dây lắp ấm. Một dụng cụ đó chính là cái tống trà. Khi pha trà xong, các bác rót vào cái chiếc tống này để làm đều màu nước. Và cái thứ hai là một chiếc gạt tàn. Chất liệu là bằng gốm bát tràng chính hãng ạ. Và tiếp đến là một ống đựng tăm. Một chiếc hũ đựng trà đựng được 150 g trà. Và các bác đang theo dõi video, các bác muốn sở hữu cho mình về một chiếc khay trà trên chất liệu gỗ lưu nghiến, hoặc muốn sở hữu cho mình về một bộ ấm chén men hỏa biến trên chất liệu bát tràng, hoặc là combo cả một bộ sản phẩm, thì hãy nhanh tay để lại số điện thoại dưới phần bình luận hoặc liên hệ đến với Trà Tiên Nấu qua số điện thoại 0968600070 và 0982111070 để em có thể được tư vấn cho các bác được kỹ hơn và các bác sẽ đặt hàng nhanh nhất. Và một lần nữa, Trà Tiên Nấu xin cảm ơn tất cả các quý khách hàng gần xa. Chúc các bác nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Các bác theo dõi video, các bác nhớ là hãy ủng hộ cho Trà Tiên Nấu bằng một nút đăng ký kênh và bật chuông thông báo để hàng ngày chúng ta cùng theo dõi những video mới nhất từ Trà Tiên Nấu. Và xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo ạ.